một ghép bằng 3,5 đô. Ồ, đầu tiên các bạn click phần link mô tả, các bạn bấm vào join hai kênh Telegram group, các bấm continue, các bạn nó ra gì nè, các bạn làm nhiệm vụ các bạn. Đầu tiên các bạn join group nó nè, vào đây đăng ký một cái web của nó nè. Rồi các bạn follow các bạn, rồi các bạn join vào hai kênh group Telegram, rồi các bạn follow Twitter và Reddit lại. Rồi các bạn follow Facebook. Rồi các bạn vào đây mình đăng ký một cái sàn này của nó nè các bạn, sàn exchange của nó nè, các bạn đăng ký rồi. Các bạn bấm vote. Rồi chữ vote tôi cần là BTCM, các bạn vote như bức ảnh này nè các bạn. Để mình thoát ra nha các bạn. Mình mới chụp được đâu ta. Cho anh vài chút nha các bạn. Này dễ lắm. Đang làm theo cái cột nữa các bạn. Các bạn còn bấm dưới phút này nè, rồi các bạn bút cái chữ này nè các bạn, bà nội quá nè, BTCMZ nè các bạn, bấm vào chữ phút là nó hiện ra 24 giờ giờ tôi phút này trên là ok các bạn. Rồi mình chơi robot các bạn, rồi mình chơi robot các bạn bấm vào submit json, rồi các bạn điền địa chỉ username của nó nè, rồi địa chỉ theo word nè, rồi các bạn dán đường link profile Facebook của mình nha các bạn, rồi các bạn địa chỉ email, rồi địa chỉ ETH wallet của mình, các bạn bấm vào balance, các bạn sẽ nhận 10 token có ký hiệu TIGA vậy. Rồi và link ghép của mình để lấy link ghép mình chia sẻ cho bạn bè và người thân các bạn. Vì video mình kết thúc các bạn, mọi thắc mắc email của bạn cứ để lại comment bên dưới, mình sẽ chờ cho các bạn. Bạn lưu ý nha các bạn, cái website này nè, cái chữ join này là các bạn vào đây mà đăng ký nè các bạn. Nói chuyện của bạn là một cái website. Rồi các bạn click vào ba du lịch, các bạn bấm vào nút login, rồi các bạn đăng ký, rồi các bạn bấm vào chữ follow nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào ba du lịch này nè các bạn. Bấm vào ba chữ gạch này, các bạn bấm vào chữ login nó có, rồi bạn bấm vào chữ sign up đăng ký một cái username email và password, rồi các bạn bấm vào nút follow là ok nha các bạn. Vậy video mình kết thúc nha các bạn.